Xin kính chào quý vị khán giả. Condotel là loại hình căn hộ có mặt trong hầu hết các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển hiện nay và được giới đầu tư ưa chuộng bởi khả năng sinh lời vượt trội. Mặc dù gặp những khó khăn đến từ pháp lý chưa rõ ràng, nhưng mảng phân khúc này chưa bao giờ hết nóng. Tuy nhiên vừa qua, thành phố Đà Nẵng đưa ra phương án thu hồi sổ đỏ có thời hạn lâu dài đã cấp cho một dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Thông tin này ngay lập tức đã khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang bởi đây sẽ là cú sốc đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, đặc biệt thách thức với các dự án Condotel. Biệt thự biển lâu nay vẫn được quảng cáo là có sổ đỏ lâu dài. Vậy thì tại sao thành phố Đà Nẵng lại đưa ra phương án này và các nhà đầu tư sẽ phải làm gì trước thông tin này để có thể đưa ra phương án đầu tư an toàn? Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay của chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề xung quanh mảng thị trường tiềm năng nhưng đầy biến động này. Dự án bị thu hồi sổ đỏ tại thành phố Đà Nẵng là của công ty 586, phát triển trên đất có mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, trong đó có căn hộ Condotel. Theo phản ánh của công ty bị thu hồi sổ đỏ lâu dài, trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel trên đất có mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, có thời hạn ổn định lâu dài, không hình thành đơn vị ở tại thời điểm năm 2008. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đã kết luận về việc cấp như trên là sai, gây thất thu ngân sách nhà nước. Để sửa sai, thành phố Đà Nẵng đã chọn phương án cấp lại sổ đỏ cho người mua căn hộ Condotel trên đất, thay thế cho sổ đỏ có thời hạn ổn định lâu dài được cấp từ năm 2008. Theo quy định của Luật Đất đai, thời hạn sử dụng của người mua nhà ghi trên sổ đỏ chỉ còn 39 năm, dự án được đưa vào sử dụng 11 năm tính từ năm 2008. Thông tin này được xem là cú sốc đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, đặc biệt thách thức với các dự án Condotel, biệt thự biển lâu nay vẫn được quảng cáo là có sổ đỏ lâu dài. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trở nên trầm lắng, tâm lý dè chừng của khách hàng khiến phân khúc này ngày càng lao dốc. Năm 2016-2018 là 2 năm bùng nổ về thị trường Condotel khi có quá nhiều dự án ra hàng nên thị trường rất sôi động. Trong 2 năm 2018-2019, dự kiến trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 40.000 căn hộ Condotel được mở bán, làm gia tăng cơ sở lưu trú, thay đổi bộ mặt của các địa phương. Chủ đầu tư bán căn hộ Condotel với giá phổ biến dao động từ khoảng 25 đến 55 triệu đồng một mét vuông, tính ra là khoảng 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi căn, tùy thuộc đẳng cấp dự án, đặc điểm dự án, vị trí căn hộ. Điều đặc biệt là mức cam kết lợi nhuận được quảng cáo lên tới 8 đến 12% mỗi năm trong vòng 8 đến 12 năm. Đây quả thực là một mức lợi nhuận siêu hấp dẫn, cao hơn hẳn mức lợi nhuận từ ngân hàng hiện nay, trung bình chỉ 6 đến 7% một năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường này đang dần bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể gây thiệt hại kinh tế lớn cho khách hàng. Mời quý vị theo dõi phân tích của các chuyên gia bất động sản của chúng tôi trong phóng sự dưới đây. Condotel là mô hình kết hợp căn hộ và khách sạn trong cùng một dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, mỗi căn hộ Condotel có nhà đầu tư, chủ sở hữu riêng. Điểm đặc biệt là mô hình Condotel cho phép người mua có thể dùng để ở cho gia đình trong kỳ nghỉ dưỡng, nhưng cũng có thể hợp tác với chủ đầu tư dự án để cho thuê lại nhằm kiếm lời như phòng khách sạn. Tuy nhiên, loại hình này cũng có không ít những rủi ro cho người mua. Một trong những lý do khiến loại hình Condotel hấp dẫn nhà đầu tư là cam kết lợi nhuận 8 đến 12% mỗi năm. Thế nhưng theo các chuyên gia, trên thế giới chưa có chủ đầu tư nào dám đưa ra mức lợi nhuận như vậy. Do đó, nhà đầu tư cần tỉnh táo với những cam kết lợi nhuận trên mây như vậy. Cam kết của nhà đầu tư hiện nay như này thì nó cũng đây cũng là một cái rủi ro, bởi vì như này, tại vì kinh doanh danh tài chính thì nó phải công bằng. Ngân hàng hiện nay là đang 6% thì không thể lẽ nào mà anh lại đưa ra một cái cao hơn ngân hàng. Thì nó là không phải là cái chung, mà cái này là cái mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành cũng chưa rõ ràng của loại sản phẩm này cũng khiến nhiều nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro. Ở góc độ quản lý, vị đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản đã chia sẻ về những khó khăn hiện tại của loại hình này. Cái hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, quản lý kinh doanh, ví dụ như luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở, luật xây dựng thì chưa có các cái quy định cụ thể về loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch. Do đó, các cái địa phương cũng khó khăn trong cái việc mà lúng túng trong cái việc quản lý công tác đầu tư xây dựng, rồi kinh doanh, rồi cấp giấy chứng nhận của các cái loại hình bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mới. Tín dụng ngân hàng cũng đã siết chặt hơn đối với cái lĩnh vực đầu tư bất động sản. Và theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì cái tín dụng
đầu tư đối với lĩnh vực bất động sản trong quý 1 năm 2019 thì giảm 0,01% so với quý 4 năm 2018. Thì đây cũng là một cái khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản nói chung. Quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng hiện hành thì cũng chưa có cái quy định cụ thể về cái căn hộ du lịch, biệt thự du lịch. Nên cái việc áp dụng các cái chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu kiến trúc công trình trong quá trình đầu tư xây dựng như sảnh thang máy, rồi chỗ đỗ xe, cấp điện, cấp nước ra sao thì đến nay nó cũng chưa được rõ ràng. Chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu thì cũng mới đang bắt đầu được nghiên cứu. Thì cái này cũng là cái khó khăn. Chính điều này đã gây nên sự mập mờ trong việc cấp giấy chứng nhận condotel là có thời hạn hay vĩnh viễn, cũng như việc quản lý vận hành sản phẩm sau này khi đưa vào sử dụng. Không chỉ vậy, theo ông Mauro Gasparotti, giám đốc Savile Hotel châu Á-Thái Bình Dương, việc quản lý vận hành sản phẩm sau này khi đưa vào sử dụng cũng là một trong những rủi ro. Rủi ro của mô hình này chủ yếu nằm ở giai đoạn vận hành, chứ không phải trong giai đoạn bán hàng. Nếu lợi nhuận từ việc vận hành dự án không đủ để thanh toán mức lợi nhuận đã cam kết, khi đó, chủ đầu tư cần phải bổ sung thêm nguồn vốn để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ với người mua. Cùng với đó, hiện nay hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường bất động sản Việt Nam chưa được công khai minh bạch, nên nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin chính thống. Cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đến giao dịch bất động sản chưa đồng bộ và đầy đủ, thiếu tin cậy và còn thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chỉ ra những rủi ro khác nếu như khách hàng đầu tư vào dự án do các nhà đầu tư tay ngang tham gia không có kinh nghiệm trên thị trường nghỉ dưỡng. Do đó, nhà đầu tư cần phải xác định rõ nguồn gốc đất dự án của mình để tham gia đầu tư, tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư dự án và tham khảo các nguồn thông tin chính thống để giảm thiểu những rủi ro khi đầu tư sản phẩm condotel. Có một nơi như thế, đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng. Nơi mỗi căn biệt thự đều là một tuyệt tác nghỉ dưỡng đong đầy niềm hạnh phúc an yên như được trở về nhà. Là món quà truyền đời lưu giữ những kỷ niệm gia đình vô giá. Movenpick Villas and Residence Phú Quốc, một sản phẩm của tập đoàn Make Group. Với những nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, lượng du khách tăng dần đều chính là thước đo tiềm năng phát triển của dự án cũng như khả năng sinh lời, tăng giá tài sản. Nhận định về mô hình condotel, một trong những sản phẩm chủ lực của bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một mô hình sở hữu nhiều ưu thế, mang lại lợi ích đồng bộ cho cả nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như cộng đồng xã hội nói chung. Mặc dù mảng phân khúc này đã có nhiều rủi ro vì pháp lý chưa hoàn chỉnh, lợi nhuận cam kết trung bình còn phi thực tế, nhưng đây vẫn là miếng bánh màu mỡ cho nhiều nhà đầu tư. Lý do nào để chứng minh cho điều này? Hãy cùng theo dõi phóng sự dưới đây của chúng tôi. Để bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam có thể phát triển tốt, cần rất nhiều yếu tố để thúc đẩy. Các chuyên gia đánh giá, năm 2019 có thể là một năm bản lề trong sự phát triển của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Nguyên nhân đầu tiên được cho là lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam có sự tăng trưởng rất nhanh. Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn là một phân khúc mà có nhiều cái tiềm năng phát triển. Thứ nhất, đó là cái du lịch Việt Nam chúng ta đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tầm nhìn đến năm 2030. Và thực tế cái hoạt động du lịch của chúng ta trong những năm trở lại đây đang tăng trưởng rất nhanh. Và cái chỉ số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thì đã vượt qua cả cái mốc mà chúng ta dự kiến năm 2025 của ngành du lịch. 5 tháng đầu năm của 2019 thì theo tổng kết của cái Tổng cục Du lịch thì khách du lịch đến Việt Nam đã ước đạt 7,3 triệu, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch. Lượng khách trong và ngoài nước đến Việt Nam có sự tăng trưởng vượt trội là hoàn toàn có căn cứ, bởi Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Tiềm năng phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam còn rất lớn, bởi tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao và sự hấp dẫn của những cảnh quan thiên nhiên. Dư địa lớn nhất để phát triển không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên, lượng khách du lịch, mà còn đến từ sự thiếu hụt các cơ sở lưu trú, vui chơi đẳng cấp và có thương hiệu. Bên cạnh đó, giá của bất động sản Việt Nam được đánh giá còn thấp hơn so với các quốc gia có cùng tiềm năng phát triển du lịch.
đây vẫn là phân khúc đầu tư hấp dẫn. Nguyên nhân là số lượng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng trên cả nước mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu căn hộ lưu trú cho khách du lịch quốc tế và Việt Nam. Do đó, việc đầu tư vào loại hình này còn dư địa rất lớn. Giá bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang còn ở mức thấp so với các quốc gia có cùng tiềm năng phát triển du lịch như Việt Nam. Các khu vực có kết nối đường hàng không như Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh tiếp tục được đánh giá là nơi có tiềm năng phát triển mạnh. Một tín hiệu đáng mừng cho những nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm Condotel nữa là hành lang pháp lý của loại hình này đã dần được xác định. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành trực tiếp xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý trong năm 2019. Thì tôi khẳng định là Chính phủ đã khẳng định Condotel là sản phẩm của du lịch và đã chính thức giao cho Bộ Văn hóa, Du lịch, Thể thao là có các quy định về việc vận hành, thành lập, mua bán cái Condotel này là theo hình thức coi nó là sản phẩm du lịch, cho nên nó sẽ được điều chỉnh bởi luật du lịch. Giao cho Bộ Xây dựng soạn thảo các cái quy chế, các tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến Condotel. Cùng với việc nhà nước đã có chủ trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với những tham chiếu trên, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào dư địa phát triển của các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng còn rất lớn. Riêng đối với loại hình Condotel, trong năm 2019, các cơ quan quản lý sẽ chính thức hoàn thiện khung pháp lý trong xây dựng, vận hành. Như vậy, sẽ dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm cơ hội sinh lời từ miếng bánh màu mỡ này. Trước thực trạng về loại hình sản phẩm Condotel, chắc chắn nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn rằng nếu vẫn muốn đầu tư vào loại hình sản phẩm này thì sẽ phải làm sao? Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên cho quý vị. Theo bà Trần Thị Mỹ Lộc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhome, 5 năm qua, bất động sản nổi lên là xu hướng thu hút các nhà đầu tư bởi đây được xem là kênh đầu tư an nhàn, an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, kênh đầu tư an toàn, hiệu quả chỉ đúng khi nhà đầu tư lựa chọn được đúng chủ đầu tư. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch LP Group cho rằng nhà đầu tư cần tìm hiểu và trang bị đầy đủ tri thức. Với những vai trò của các nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, họ có những luật chơi và chính sách rõ ràng, nhưng không phải ai cũng vậy. Do đó, chúng ta cần chờ chính sách nhưng cũng phải bảo vệ chính mình. Đồng quan điểm, ông Trương Lê Quân, Quản lý Bộ phận Đầu tư Savio Hà Nội nói nhà đầu tư cần phải xem xét thận trọng tính pháp lý, quy hoạch dự án để nhận định về việc cấp giấy chứng nhận sở hữu lâu dài. Trên thực tế, có khá nhiều dự án khu nghỉ dưỡng chỉ là đất thuê thương mại với mục đích kinh doanh khách sạn trên việc bán Condotel hay biệt thự sẽ không được cấp giấy chứng nhận sở hữu. Cũng đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savio Hotel Châu Á-Thái Bình Dương cho hay khi lựa chọn sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng để đầu tư, cần cân nhắc lựa chọn các sản phẩm có chất lượng từ các chủ đầu tư uy tín và tìm hiểu kỹ về sản phẩm và chính sách bán hàng, công ty quản lý vận hành sau bán. Chủ đầu tư khi lựa chọn phát triển mô hình này cần hoạch định tốt cũng như thực hiện nghiên cứu khả thi ngay từ ban đầu để có thể có một sản phẩm phù hợp điều kiện thị trường, khả năng tài chính cũng như đảm bảo vận hành trong tương lai. Bên cạnh đó, khi đầu tư Condotel, nhà đầu tư cần lưu ý đến 5 yếu tố như sau. Thứ nhất, vị trí dự án. Khi đầu tư Condotel, khách hàng cần tính toán, chọn thật kỹ vị trí trung tâm của thành phố để đảm bảo việc giao thông đi lại được thuận tiện, cần đánh giá tiềm năng khai thác, thế mạnh của dự án trong tương lai. Thứ hai, pháp lý chắc chắn. Khách hàng không thể bỏ qua những lưu ý về văn bản quy hoạch, giấy phép xây dựng dự án, thời hạn sở hữu Condotel, vấn đề chuyển nhượng hợp đồng, quy trình cấp giấy chứng nhận. Tất cả những vấn đề trên phải được nhà đầu tư nắm thật chắc để hạn chế tối đa những bất lợi, thiệt hại trong quá trình đầu tư. Thứ ba, đánh giá khả năng sinh lời. Hiện có nhiều chủ đầu tư tung ra những con số lợi nhuận vô cùng hấp dẫn, từ 8 đến 12%, thậm chí lên đến 14% một năm. Khách hàng cần phải bình tĩnh và tính toán khả năng sinh lời của dự án, xem con số mà chủ đầu tư đưa ra có thực tế hay không. Cam kết lợi nhuận không quan trọng bằng khả năng khai thác dự án sau thời gian hết cam kết. Đặc biệt, nếu dự án có ngân hàng trực tiếp bảo lãnh cam kết lợi nhuận cho khách hàng, thì tính sinh lời cũng sẽ chắc chắn hơn. Thứ tư, thiết kế quy mô. Căn hộ có kiến trúc càng đẹp, nội thất chuẩn quốc tế thì tính thanh khoản càng cao, sinh lợi nhuận càng nhiều. Những lưu tâm về thiết kế thường xoay quanh các tiêu chí như kiến trúc đặc trưng của dự án, không gian sống, tầm nhìn biển, tiện ích đẳng cấp. Ngoài ra, đối với dự án Condotel có quy mô căn hộ vừa phải cũng sẽ đảm bảo được khai thác tối đa lợi nhuận tốt hơn so với những dự án có cả hàng nghìn căn hộ. Thứ năm, chủ đầu tư, đơn vị quản lý. Khách hàng cần tìm hiểu tiềm năng kinh tế, lĩnh vực hoạt động, các dự án đã và đang triển khai, các đối tác chiến lược như ngân hàng, nhà thầu để thấy được tầm cỡ của chủ đầu tư.
nhà đầu tư cũng cần xem xét chủ đầu tư có tập trung nguồn lực cho việc phát triển dự án hay không, cùng với định hướng phát triển lâu dài cho chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng mà chủ đầu tư đó đang triển khai. Mỗi chủ đầu tư Condotel cũng sẽ bắt tay với những đơn vị quản lý vận hành uy tín để đảm bảo dòng tiền khai thác cho thuê khách hàng khi dự án đi vào vận hành. Những đơn vị quản lý này cũng phải là những đơn vị tên tuổi, sở hữu đội ngũ vận hành chuyên nghiệp và có kinh nghiệm quản lý các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp. Hy vọng rằng với những phân tích của Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã chuẩn bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng để đầu tư Condotel một cách hiệu quả và an toàn. Hãy lưu ý rằng phải thật cẩn trọng về nguồn gốc của dự án và tỉnh táo trước những lời quảng cáo của các chủ đầu tư. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ về chủ đề của tuần này hoặc những vấn đề khác mà quý vị quan tâm muốn được làm rõ, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 08-2346-5555 hoặc email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn đầu tư phát sóng lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần.